Đến nay, Đắk Lắk có 1.000 hecta trồng chuối ứng dụng công nghệ cao gắn với xuất khẩu. Diện tích chuối được trồng tập trung tại các huyện Krông Park, Madrak, Krông Búc và thị xã Buôn Hồ. Toàn bộ diện tích chuối đều được các đơn vị doanh nghiệp sản xuất tập trung ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất gắn với xuất khẩu cho nên có hiệu quả cao.